Soi kèo bóng đá hôm nay Ajax với Getafe diễn ra vào lúc 3 giờ 0 phút ngày 28 tháng 2 tại sân Johan Cruijff -E Arena, Europa League 2019 2020 Những chuyến hành quân phải thi đấu xa nhà gần đây đang khiến cho Ajax như chìm vào cơn ác mộng, khi trong chuyến đến làm khách trước một đội bóng chỉ đang nằm ngoài top 10 lúc bấy giờ, như Hercules, nhưng họ lại để thua với tỷ số 0-1 ra về. Tuy với trận thua này thì đội bóng của huấn luyện viên Ten Hag vẫn đang giữ lấy ngôi đầu tại EDVC với 53 điểm, nhưng lúc này khoảng cách giữa họ và vị trí thứ hai của Anma chỉ còn bằng điểm đúng một trận thắng. Trước đó tại mặt trận Europa League, Ajax cũng nhận được kết quả tương tự khi để thua trước Getafe với tỷ số 0-2 và cũng trên đất khách. Trải qua 5 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận, thành tích mà thầy trò huấn luyện viên Ten Hag có được là 2 trận thua và 3 chiến thắng, Bước vào màn tái đấu lượt về tại vòng 1 trên 16, Ajax sẽ quay trở về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Getafe đến làm khách. Điều kiện tối thiểu mà họ có thể đưa trận đấu bước vào hiệp phụ cũng như loạt penalty may rủi, chỉ là chiến thắng với hai bàn thắng và phải giữ sạch lưới, hoặc một chiến thắng với tỷ số 3 không để giải quyết trong 90 phút. Có thể nói đây là nhiệm vụ không phải là dễ dàng gì đối với thầy trò huấn luyện viên Ten Hag, nhưng không phải vì vậy mà người hâm mộ của họ không có niềm tin vào đội bóng con cưng của mình. Đừng quên Ajax đang có được lợi thế không hề nhỏ đến từ sân nhà, nơi đã giúp cho Ajax đang có được chuỗi 6 trận liên tiếp toàn thắng. Phía bên kia chiến tuyến, như đã kể trên thì Getafe đang có lợi thế khá lớn trong cặp đấu này, để giành lấy tấm vé đi tiếp đến vòng 1 trên 8, khi đang tạm dẫn trước Ajax với tỷ số 2-0. Tuy nhiên để có được kết quả này, thì sức lực của họ đã bị bào mòn đi không ít, để khi đón tiếp Sevilla đến làm khách tại vòng 25 La Liga, thì đội bóng của huấn luyện viên Bot Alas đã phải nhận lấy trận thua muối mặt đến 3 bàn không gỡ. Một trận đấu mà Getafe được các chuyên gia đánh giá rất cao so với đối thủ, và với trận thua này, thì họ đã rơi trao trả lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng La Liga cho Sevilla, còn bản thân mình lui xuống vị trí thứ 5, hiện chỉ đang nhìn hơn vị trí thứ 6 của Real Sociedad 2 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Trở lại với chuyến hành quân lần này, rõ ràng đây sẽ là trận đấu mà Getafe sẽ không thể nào được giới chuyên môn đánh giá quá cao so với Ajax và thậm chí họ sẽ là đội bóng chiếu dưới so với đại diện của Hà Lan. Khi trong năm trận sân khách mới đây, thì đoàn quân của huấn luyện viên Bort-Alas chỉ mới có hai chiến thắng và còn lại để thua đến 3 trận. Tuy nhiên người hâm mộ của Getafe cũng sẽ không phải phải lo lắng quá nhiều, bởi nhiệm vụ ở trận này thì chỉ cần đội bóng con cưng của họ có được một kết quả hòa, hoặc thậm chí một trận thua với cách biệt không quá một bàn thì Getafe cũng sẽ là cái tên được bước tiếp. Dự đoán kết quả Ajax với Getafe. Dự đoán tỷ số, 2 không. Chọn kèo châu Á, Ajax chấm nửa trái. Chọn kèo tài xỉu, xỉu. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.